Được thị tẩm hoàng thượng là cảm giác gì? Thẩm Khanh chỉ thấy mình như con lợn chờ được mổ, được người ta rửa sạch quấn lại rồi khiêng đi. Người của Kính Sự Phòng rất quen thuộc với chuyện này, mọi động tác đều lưu loát. Sau đó Thẩm Khanh liền bị khiêng lên long sàng. Công tác chuẩn bị thật là đủ đầy, nhưng không phải là có hoàng đế đang đợi. Mặt trời còn chưa xuống núi, Thẩm Khanh đã bị đưa tới đây rồi. Nhưng hoàng đế bên kia lại mãi không thấy đâu. Bây giờ đã 11 giờ khuya rồi, Thẩm Khanh muốn suy sụp lắm. Hiên Viên Linh kia rốt cuộc là có đến hay không? Lúc này một đại thái giám tiến vào phòng. Do hôm nay hoàng thượng bận chính sự, cho nên không đến được nữa. Mấy người các ngươi đưa Thẩm Lương Nhân về trước đi. Thẩm Khanh đen cả mặt, hoàng đế chó kia chơi mình, đã nói là thị tẩm mà lại thành ra như vậy, khiêng đi như thế nào thì khiêng về như thế. Thẩm Khanh tự khuyên mình nghĩ thoáng ra, nói không chừng hoàng thượng nửa đường bị xe đụng thì sao? Không phải là khiến người ta cười chết à? Sau này cô còn sống trong cung kiểu gì nữa? Các cô là người đầu tiên đi thị tẩm, nửa đêm bị hoàng đế sai người đưa về nhỉ? Thôi vậy, lần này cùng lắm thì bị người ta cười, sẽ không ai ghen ghét cái mặt này của cô nữa, cũng giúp cho cuộc sống vốn không dễ dàng của cô không bị khó khăn hơn. Thẩm Khanh cứ thở dài than vãn như thế, rồi bị một nhóm thái giám vác về. Trong Thiệu Hoa cung, Thẩm Khanh được vác về vừa nằm xuống là ngủ. Thu Lộ đứng bên cạnh thì giàu muốn khóc, cô xem Lương Nhân còn ngủ được kia, tấm lòng cũng rộng rãi quá đi chứ. Vừa nãy Lương Nhân bị quấn trong chăn không ra được, vẫn là phải có cô lôi ra dùm. Hai người nhìn mà cạn lời, Xuân Hoa cũng chỉ có thể nói mấy lời an ủi. Ta cũng đâu còn cách nào với Lương Nhân đâu, chỗ hoàng thượng chắc là đang bận chuyện triều chính, chuyện thị tẩm còn có lần sau mà. Thu Lộ không tin, trong cung này cũng đâu chỉ có một mình Lương Nhân nhà mình. Lần đầu tiên thị tẩm đã không thuận lợi, có khi hoàng thượng lại còn quên mất người luôn, làm gì còn lần sau nữa. Nói rồi Thu Lộ quay ra nhìn Thẩm Khanh, đúng là phí cái mặt này. Lúc này Xuân Hoa không nhịn nổi nữa, tuy rằng Lương Nhân địa vị không cao, nhưng cũng không phải để cho chúng ta có thể bàn luận. Huống hồ chuyện này còn chưa chắc chắn, theo quy tắc thì lần thị tẩm đầu tiên, hoàng thượng và hoàng hậu đều sẽ thưởng đồ. Lương Nhân thị tẩm không thuận lợi, hoàng thượng hoàng hậu chắc chắn sẽ bồi thường cho Lương Nhân. Cô cứ chờ đó đi, người được hoàng thượng lật thẻ bài rất nhiều, nhưng mà sau khi lật thẻ bài rồi bị trả về thì Thẩm Khanh là người đầu tiên. Người thính tai sáng mắt trong cung này rất nhiều, trước kia thấy Thẩm Khanh xinh đẹp cố kỵ cô sau này có thể được sủng ái. Tự Thiện Phòng nấu cơm canh rất ra hình ra dạng, nhưng mà sau khi trải qua sự việc bị hoàng thượng bom hàng tối qua, kết quả là bữa sáng hôm nay đã ít hơn trước kia mấy món, nhưng trong lòng Thẩm Khanh đã có chuẩn bị trước. Vốn là cô cũng không định mạo hiểm, nhiên là cuộc sống cũng không thể quá tốt được, theo quy tắc thì lần thị tẩm đầu tiên còn phải đi thỉnh an hoàng hậu, nhưng mà thị tẩm bị trả về thì có cần đi không đây? Nhưng mà may là bên phía hoàng hậu hiển nhiên là cũng biết tin, hoàng hậu phái người mang đồ ban thưởng qua, còn truyền lời nói không cần qua đó thỉnh an nữa, thực ra chính là không muốn Thẩm Khanh qua đó làm mất mặt. Thẩm Khanh cũng thực sự phải cảm ơn hoàng hậu, theo quy tắc mà nói Thẩm Khanh là lương nhân, lần đầu thị tẩm sao lại còn có phần thưởng ban xuống thế này. Kết quả là hoàng hậu thưởng cho cô hai chiếc châm tóc cũ kỹ, còn có hai tấm vải bình thường, đều là mấy thứ không đáng tiền. Hoàng hậu trước giờ nổi danh hiền hậu, nay lại cho có chút thưởng như vậy, này là có ý hoàng thượng không gặp mặt hoàng hậu cũng không thích à? Cô cũng không biết được là hoàng hậu cũng là lần đầu gặp chuyện này, chưa thị tẩm theo lý mà nói thì không được thưởng, làm vậy là để lễ nghi một chút miễn cho Thẩm Khanh bị xấu hổ. Xuân Hoa nhìn thấy ban thưởng thì rất lo lắng, chờ Thẩm Khanh đi nghỉ trưa rồi Thu Lộ bèn bắt đầu ngồi không yên, lén đi tìm Xuân Hoa. Hôm qua ta đã hỏi Lý Mama, chỗ bà ấy còn thiếu người, cô có muốn đi cùng ta không? Xuân Hoa giật mình, cô đang làm gì đấy? Thu Lộ mặt mày chán nản, chuyện đã đến nước này rồi cô còn không hiểu sao? Thẩm Lương Nhân sợ là hết cứu nổi rồi, hoàng hậu sai người mang có tí đồ như thế qua, không phải là công khai khinh thường Lương Nhân sao? Lương Nhân không được gì từ chỗ hoàng thượng, hoàng hậu cũng không coi trọng, còn có thể trở mình được sao? Người của Ngự Thiện Phòng đều là người gió chiều nào xoay chiều ấy. Hôm nay lúc cô đi lấy bữa sáng, không thể không nhìn thấy mồm miệng của họ chứ. Xuân Hoa đã thấy rồi, người ta đến lấy bữa sáng cho chủ tử, Ngự Thiện Phòng đều rất khách khí, nhưng đến lượt cô thì qua loa lèo tèo, cô muốn lấy thêm chút điểm tâm người ta cũng nói thẳng luôn là không có. Trong cung này chính là nịnh cao đặt thấp, tường đổ do nhiều người đẩy là chuyện thường tình. Xuân Hoa nghĩ ngợi, Lương Nhân cũng đối xử hiền lành với mình, ở lại chưa chắc đã không tốt. Thu Lộ cũng không cố thuyết phục Xuân Hoa, nếu như cô đã không đi thì ta đi một mình. Thu Lộ đi đến trước mặt Thẩm Khanh, Lý Mama hôm nay đến nói với nô tỳ bên bà ấy thiếu một người làm, muốn đưa nô tỳ qua đó. Theo lý mà nói, nô tỳ là người của Lương Nhân, nhưng lúc nô tỳ nhập cung, bà ấy đã nâng đỡ nô tỳ. Thẩm Khanh thiếu chút đã cười thành tiếng, trước kia đã thấy Thu Lộ không an phận, không ngờ lại sốt ruột đến mức này. Bên này cô vừa bị hoàng thượng trả hàng, nàng ta đã muốn chạy rồi. Đến đêm, ở bên Hiên Viên Linh lại đến giờ lật thẻ bài, người của Kính Sự Phòng mang thẻ bài đến, hỏi hoàng thượng đêm nay muốn lật thẻ bài của ai. Hiên Viên Linh nhìn đống thẻ bài, bất ngờ hỏi một câu, người hôm qua trả về rồi hả? Thái giám Vương Đức nhất thời không kịp phản ứng, vẫn là đại thái giám Triệu Hải lên tiếng, Thẩm Lương Nhân cũng là người đầu tiên được truyền đến thị tẩm nhưng lại bị trả về. Vương Đức vừa nghe thấy hoàng thượng vẫn còn nhớ đến Thẩm quý nhân kia, nữ nhân trong cung này nhiều như vậy còn chưa thị tẩm đã được hoàng thượng ghi nhớ,
không phải có nghĩa là còn có lần sau sao? Chỉ thấy Hiên Viên Linh không thèm ngẩng đầu, vậy thì hôm nay vẫn là nàng đi. Ngay đêm đó, Thẩm Khanh lại trải qua quá trình như đêm qua, lại bị người ta khiêng lên long sàng. Hôm nay không giống hôm qua rồi, lúc khiêng đến đây, Thẩm Khanh đã thấy Hiên Viên Linh ngồi ngay bên đầu giường. Thẩm Khanh nghĩ bụng, vừa nãy thái giám dặn dò không ít, xem ra lần này cô phải thị tẩm thật rồi. Thẩm Khanh có hơi xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Long Nhan, nhìn thấy hắn đặt sách xuống bàn, nàng có oán trẫm không? Thẩm Khanh không hiểu lắm, hay lắm chàng trai, ai dám nói hận ngươi chứ? Nhưng mà không thể trả lời như vậy được. Thẩm Khanh lập tức tỏ ra mơ hồ khó hiểu, sau đó lại làm bộ như đã hiểu ra, lộ ra biểu cảm bất ngờ sợ hãi. Thần thiếp không dám. Hiên Viên Linh nhếch khóe miệng, đúng là mỹ nhân, nhìn thôi cũng thấy hài lòng, là không dám oán hay là không oán? Thẩm Khanh biết người này khó đoán, cũng biết hắn không phải người vô tri, nghĩ một lúc mới nói, tối qua thần thiếp có hơi sợ, tưởng là hoàng thượng chán ghét thần thiếp, nhưng đêm nay hoàng thượng lại gọi thần thiếp liền hiểu, hoàng thượng không phải cố ý lạnh nhạt thần thiếp, cũng không phải ghét thần thiếp, là có chính sự thật. Hiên Viên Linh nhíu mắt, cặp mắt cong cong của Thẩm Khanh dường như thêm long lanh, trắng trẻo thơm tho, dưới cần cổ trắng ngần đã bị chăn che lại không nhìn thấy gì. Ngồi dậy thay đồ cho trẫm, Thẩm Khanh có chút xấu hổ, thần thiếp chỉ mang một mảnh yếm, nhưng Hiên Viên Linh cứ nhìn cô như vậy. Thẩm Khanh nói trong đầu, cẩu hoàng đế này thật xấu xa. Cô bị hoàng thượng nhìn đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn lấy hết can đảm ngồi dậy. Thẩm Khanh cẩn thận liếc nhìn Hiên Viên Linh, tên này còn làm như không có việc gì đòi cô cởi đồ cho. Cô dè dặt đến gần cạnh Hiên Viên Linh, Hiên Viên Linh tưởng là Thẩm Khanh cố tình lạt mềm buộc chặt. Thẩm Khanh vốn là người xinh đẹp kiều diễm, lúc này lại có vẻ hơi ngốc nghếch vụng về, nhưng nhìn động tác tháo cúc áo của Thẩm Khanh, Hiên Viên Linh nhận ra cô ngốc thật. Thẩm Khanh lần đầu thị tẩm hoàn toàn không hiểu được các bước trong cung. Cô làm theo yêu cầu của hoàng thượng cởi đến chiếc cúc cuối cùng, sau đó thở phào một hơi, giống như hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Hiên Viên Linh híp đôi mắt dài nhìn Thẩm Khanh, sau đó nói một câu, qua đây. Thẩm Khanh lảo đảo đến gần, cô không biết phải làm gì bây giờ, bởi vì cô thực sự không biết là thị tẩm cần phải làm những gì. Chỉ thấy Hiên Viên Linh đột nhiên ghé sát lại gần cô, sau đó là cảnh mọi người đều không thích xem. 10 phút sau, Thẩm Khanh nhìn Hiên Viên Linh bên cạnh, nghĩ bụng, mình không thể ngủ ở đây được, trừ phi được hoàng đế cho phép, nếu không thì người khác không thể nào được ngủ trên long sàng. Lúc này hoàng thượng lại đang nhìn lên trần đến xuất thần, chắc là đang suy nghĩ về cuộc đời. Đột nhiên hắn ngồi dậy hét lên với bên ngoài, người đâu, đưa nước vào. Mấy cung nữ lập tức xách nước nóng đi vào, rất nhanh thùng tắm đã được đổ đầy nước. Hiên Viên Linh nhìn Thẩm Khanh nằm trên giường, xuống đây hầu hạ trẫm tắm rửa. Thẩm Khanh lặng người, còn phải hầu hạ ngươi tắm rửa, trong cung này của ngươi không ai biết tắm à? Nhưng mà cô còn làm gì được, bởi vì tôi cũng không biết các bước tắm rửa trong cung như thế nào, nên cũng không tiện kể ra. Hai người tắm rửa xong nằm trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên bụng Thẩm Khanh kêu ục ục. Thẩm Khanh giật mình, cô nhìn thấy Hiên Viên Linh đang nhìn bụng mình, phen này xấu hổ quá đi mất. Từ sáng cô đã không ăn gì mấy, đêm qua lại mệt nhọc bị khiêng đi khiêng về, từ sáng nay cơm canh đã kém hơn nhiều. Thẩm Khanh căng thẳng nhìn Hiên Viên Linh, hoàng thượng, thần thiếp không cố ý, thực sự là cả đêm không ngủ. Hiên Viên Linh nhìn gương mặt xấu hổ của Thẩm Khanh, cảm thấy có hơi buồn cười, không ai nói nàng cố ý cả. Hiên Viên Linh vung tay lên, truyền thiện, từ tối qua Thẩm Khanh đã đói rồi, nhưng mà cô lại không phải hoàng đế, có đói nữa thì cũng phải chịu, không ngờ hôm nay hoàng đế đại phát từ bi cho dùng cơm. Thẩm Khanh lập tức quên hết mấy chuyện mệt mỏi vừa rồi. Lúc đồ ăn đêm được mang lên, mắt cô nhìn mà sáng bừng, lúc này không hề buồn chủ chút nào nữa. Thẩm Khanh cứ tròn mắt nhìn Hiên Viên Linh cũng không nói chuyện. Hiên Viên Linh nhìn thấy còn có đu đủ hầm ngao tiết nầm bò, hắn chỉ sai người đặt trước mặt Thẩm Khanh. Thẩm Khanh nhìn mà không thốt nên lời, thân hình bốc lửa bây giờ của cô mà cẩu hoàng đế còn bắt cô ăn cho bổ, nhưng cô sao dám không ăn, huống hồ là thứ này ăn ngon thật, mà cô cũng đói thật, thế là cô cũng vừa tiết chế vừa lấp đầy cái bụng mình. Hiên Viên Linh lại ăn hai miếng rồi không ăn nữa. Thẩm Khanh nhìn hắn tiến đến gần thì giật mình, cô né ra theo bản năng tránh khỏi ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn đang đói. Hoàng đế lúc này mới ngồi yên, nghĩ bụng, Thẩm Khanh này đúng là yêu tinh hút tinh khí người ta. Hắn nhìn Thẩm Khanh, trên mặt còn mang một nụ cười xấu xa, trẫm là đang thấy nàng ăn thú vị. Thẩm Khanh cạn lời, nghĩ bụng, nói vậy ai tin, cô vẫn nên ăn cho mau rồi về cung đi. Thẩm Khanh cứ như thế dưới cái nhìn chằm chằm của hoàng đế ăn hết nguyên một bàn đồ ăn. Hoàng thượng thấy Thẩm Khanh ăn uống no nê rồi mới phân phó người đưa cô về. Thẩm Khanh thầm thở phào một hơi trong lòng, sau đó thì hành lễ cáo từ. Chỉ thấy có hai cung nữ nhanh chóng bước đến đỡ lấy Thẩm Khanh đi từ bên trong ra. Hôm nay Thẩm Khanh không còn là món hàng bị bom nữa, mà là được đưa lên nguyễn kiệu hào hoa. Phụ trách đỡ cô chính là tiểu xuân tử đến báo tin trước đó. Thẩm Khanh lên kiệu rồi mới bắt đầu xoa bóp chỗ nhức mỏi trên người, trong đầu lại chửi thầm, cẩu hoàng đế kia đúng là chó, hôm qua đói muốn ngất, hôm nay lại ăn no muốn bể bụng. Nhưng bất kể là thế nào thì chuyện thị tẩm này cô cũng coi như làm xong rồi, sau này lăn lộn thành cái dạng gì trong hậu cũng thì phải xem hoàng đế kia chuyên dùng thận kia cho cô bỏ lên đến bước nào. Hiên Viên Linh nhìn hướng kiệu rời đi, lên tiếng phân phó, ban thưởng đi, xuất thân của nàng ấy thấp, không có tiền bạc phòng thân,
đem mấy thứ rườm rà đổi lại thành bạc cho nàng ấy. Sau đó hắn ngừng một lúc, quay về dặn Ngự Thiện Phòng chú ý chút, nhìn bộ dạng thèm ăn của nàng ta, giống như là chưa từng được ăn thức gì ngon vậy. Mất mặt, Triệu Hải nghĩ bụng, hoàng đế còn tự phân phó chuyện ăn nữa. Xem ra là Thẩm Lương Nhân này hầu hạ không tệ, hiển nhiên là hoàng thượng khá hài lòng. Trong cung này, địa vị là rất quan trọng, nhưng có thể hầu hạ hoàng thượng hài lòng thư thái mới là quan trọng nhất.